Wow, như vậy là Euro chính thức bắt đầu đấy anh em ạ. Đấy, là bắt đầu trong một tháng đi làm là ngắp ngắn ngắp dài vì thức khuya xem Euro. Thì mình cũng xem nhé, không biết là anh em có xem không nhưng mà chắc chắn là mình sẽ xem rồi. Bởi vì mình cực kỳ đam mê là bóng đá. Nếu như nói về đam mê thì ngày xưa ấy, tức là hồi mình còn học lớp 1, mình nhớ là năm mình lớp 3 là mẹ mình đã đi nước ngoài, mẹ mình đi Malaysia để xuất khẩu lao động ấy. Thì ở nhà mình là có bố mình, chị gái mình với cả mình có ở với cả bà nội nữa. Thế thì một thời gian thì chắc là tầm đến lớp 4 thì đấy là chị mình đi học đại học. Khi mà chị mình đi học đại học thì mình chỉ có ở nhà với bố mình và bà mình thôi. Thì bố mình cái công việc là đi làm, đi trực ở ngoài trạm. Thế thành ra là rất là bận, không lúc nào là ở nhà cả, ít khi ở nhà lắm. Thế thì những cái công việc nhà, ví dụ như là đấy nhà mình còn nuôi gà này, để cho gà ăn này, xong về cần nấu cơm. Mà mình nhớ là đến năm mình học lớp 3 là vẫn nấu bếp củi, chưa có bếp ga luôn á. Mãi phải đến tầm năm lớp 4, lớp 5 gì đấy, bắt đầu mình có bếp ga với cả mình có một cái tủ lạnh đầu tiên trong cuộc đời. Trời ơi, đợt đấy sang hàng xóm thấy mình nấu bếp củi về còn bảo con là đấy mày sang xem thằng Linh kìa, nó ở nhà nó còn nấu cơm bằng bếp củi. Ôi, đợt đấy kiểu tự hào trong xóm mấy trưởng luôn. Nhưng mà chính vì kiểu phải làm mấy công việc đấy, thế thành ra là mình không được bố mình cho đi đá bóng. Bởi vì đi học về là phát là phải làm như công việc ấy rồi. Thế là đi đá bóng thì mình kiểu đợt đấy mình cảm thấy ấm ức vãi chưởng. Mình bảo là tại sao bố mình không cho mình đi đá bóng, mình lại không được như những gọi là những bạn khác. Mà đá bóng thì cũng rất gần nhà thôi. Thì là cơ bản là đợt đấy mình đi thì mình hay ham vui ấy, đá được khi đến đêm không về, không phải đến đêm mà quên, đến trời tối bịt tôi không về. Mà đợt đấy đá bóng thì bọn mình đá ở trong gọi là cái sân, gọi là sân đình, sân nhà văn hóa cạnh một cái đình. Thì ở đấy, ở những bao quanh cái bờ tường đấy là nó có những cái mảnh sành ấy, những cái mảnh sành mà người ta đập chai ra, người ta gắn lên bờ tường bao để chống trộm leo trèo vào ấy. Ủa, đá thì nếu như đá bóng hơi ấy, thì đá không cẩn thận nha, là cứ đá pung bắt đầu bờ tường bao đấy là cái mảnh sành lại xì bóng. Ủa, lại mất bóng luôn ạ. Thế thì đá bóng đợt đấy bọn mình đá bóng có trò là đá bóng rút háng, thề luôn, cứ ghi được một quả là đội bên kia bắt đầu xếp hàng là như này. À, chùi háng nên là nó cay lắm anh em ạ, cay vãi cả trường luôn. Thế cho nên là mấy kiểu đam mê mấy hăng đá, bây giờ đến tối bít thì thôi, không nhìn thấy cái gì thì về. Mấy lần bố mình đi gọi liền, phóng xe máy vào gọi cho hai cái bạt tai rồi. Thế là về cơm mình không nấu đúng không, bố mình về các thứ ăn xong rồi đi làm, cái kiểu mà chả thấy nấu cơm nước gì, lợn gà các thứ thì bừa bộn ra. Thế là bố mình cấm không cho đi nữa. Thế là đấy mình ấm ức một thời gian, nhưng mãi về sau thì mình cũng dần quen hơn. Thì mình rút kinh nghiệm là cứ đi học về phát mình vào cắm cơm với cả luộc rau trước. Đấy, sau đấy là mình đi đá bóng. Đi đá bóng thì lúc đấy là mình sẽ căn giờ theo cái loa phát thanh ấy. Khi nào mà loa nó phát thanh là tầm 6 giờ. Đấy, xong rồi mình căn là chơi thì một lúc thôi, tầm 6 giờ 15. Mình về là vừa, nấu thức ăn thì vẫn kịp. Đấy, xong bố mình về tầm 6 rưỡi 7 giờ, đi tiêm chọc thêm một tí nữa, về tắm rửa ăn cơm, thế là ok. Đấy, câu chuyện tuổi thơ đi đá bóng nó kinh khủng lắm anh em. Ngoài việc đá bóng vào bờ tường bao mảnh sành các kiểu ra, ở sân đấy nó còn có cái cây bàng ấy. Xong bắt đầu lúc nó chặt đi nó còn cái gốc, ôi dồi ôi, cứ mỗi một lần chạy vấp vào cái gốc đấy thì thôi vãi nhái luôn. Hoặc là xuống đầm sen đấy thôi, đi mò lội chân bùn ướt hết quần. Nhưng mà vui anh em ạ, thề vui nhất là những hôm trời mưa. Đấy, thì, sau này khi mà mình học tiểu học á, thì mình có được tham gia vào trong đội bóng của trường đi đá giải cấp huyện. Thì lần đầu tiên, bình thường thì bọn mình đá sân trường chỉ là bóng nhựa thôi, nhưng mà đi thi là phải đá bóng hơi. Thì quả bóng hơi của nó nặng thế. Xong ở cạnh đấy thì có một cái xã khác, cái xã đấy nó phát triển hơn, có sân vận động các kiểu, thì cái phong trào thể thao của họ nó ok hơn. Thế là họ đá thì họ đá xịn xò hơn. Xong rồi, nhưng mà mình thì vẫn được là một trong hai đứa ở trong cái trường mình nhá, là được chọn để đi thi trong đội bóng của huyện ấy, vào đội bóng của huyện để đi thi tỉnh. Nhưng mà đấy mình chỉ ngồi dự bị thôi, không được đá chính, cay vãi. Nhìn nói chung là thèm lắm. Nhưng mà thôi, có đợt tiểu học đấy là tham gia giải bóng huyện rồi, còn về sau thì không đủ trình để đá tiếp. Còn khi mà mình đi học đại học, mình cũng có đội bóng của lớp. Lớp của mình thì chia ra làm hai hai lớp, tức là khối sư phạm tiếng Anh của mình á, thì trường của mình ít ít con trai lắm. Đấy, sư phạm tiếng Anh là còn ít hơn nữa. Thì lớp mình là có 6 đứa là lớp đại học sư phạm, còn bên cao đẳng là có đâu đó tầm 4 5 đứa nữa, gộp lại thì cũng vừa tròn tầm 10 vì một đứa. Thì đi đá bóng thì trường mình là có cái trò là liên kết trao đổi học sinh ấy, thì sinh viên Lào cả Trung Quốc có sang,
Lào thì toàn bọn kiểu đại gia thôi, còn Trung Quốc sang thì những bạn đấy là kiểu dân tộc thiểu số ấy. Đấy, nhưng mà bọn Lào không nhận nó khỏe nha anh em nhá, sang toàn mấy thằng đen kịt, nhưng mà nó khỏe cực luôn, chân tay nó cứng đơ, va chạm vào người nó thì đau vãi cả trời nha. Nhưng mà vẫn đi đá một tuần một buổi, đi đá xong rồi thì bọn mình về thì một là đi uống bia, cạnh sân bóng đấy nó là quán bia luôn mà, một là vào trong đấy là uống bia, hai là đi ăn bún chó, thề luôn chỉ có mỗi hai việc ấy thôi, một là đi đá bóng về, đấy, xong rồi uống bia hoặc là ăn bún chó, wow, nhưng mà vui vãi trưởng luôn anh em ạ. Thề say vãi cả bìu. Nhưng mà ông nào đi đá bóng thời đại học thì biết, nếu như mà có gọi là người yêu, có bạn gái đưa đi cùng đá thì ôi, sĩ vãi cả trưởng luôn. Đá kiểu hăng lắm. Đấy là hồi đại học thì mình hay đá bóng cùng bọn Lào, nhưng mà cũng ít giải vì trường thì không tổ chức giải mấy. Còn sau này khi mình đi làm rồi á thì bắt đầu ít đá bóng hẳn luôn á, mặc dù vẫn rất là đam mê nhưng mà nó không có giải bóng. Thế là mình nhớ mãi có một năm, năm đấy là năm 2021 thì phải, là công ty tổ chức một giải đá bóng thì chia ra làm khối văn phòng đá cùng với cả mấy cái đội dưới sản xuất. Công ty mình là mấy công ty may, may mặc thì nó chia ra làm giặt này, là may cắt kho các kiểu đấy, thì mỗi bộ phận kia họ đông thì họ tổ chức thành một đội bóng, còn bọn mình là văn phòng thì tập hợp lại thành một đội bóng. Nhưng không ai ngờ là năm đấy bọn mình văn phòng lại vô địch anh em nhé. Ui, thề luôn, mình nhớ có cái trận mà trời nắng vãi cả trưởng ra là 2 giờ là bọn mình phải đá với cái đội được đánh giá là vô địch. Ở trận đấy là tranh chung kết. Bọn mình cứ từ từ đá kiểu rất may nhá, thắng toàn săn nút 1-0 này, 2-1 này. Thế vào đến trận chung kết. Thì hôm đấy mình nhớ trận chung kết là đợt đấy mình làm văn phòng thì mình vừa kiêm là MC này, xong lại đi đá bóng luôn. Nên là hôm đấy đầu tiên là đi chơi. Team của mình thì có tổ chức đi chơi ở đâu đó là Tam Đảo ấy, thuê một cái homestay ở đấy, xong bắt đầu thì đến tầm trưa thì về. 2 giờ bắt đầu lục đục tổ chức chuẩn bị giải đá bóng, trận chung kết cuối cùng. 2 giờ mình cũng vào đá luôn, dẫn chương trình xong lại vào đá như bình thường. Ôi, đỉnh luôn. Thế xong đợt đấy nắng vãi cả trưởng luôn, nhưng mà lại may cho bọn mình ở chỗ là ở bên đội bên GNA có một anh đá rất hay. Nhưng mà hôm đấy anh đấy là kiểu ham biểu diễn quá, anh đấy có pha ngã người móc bóng. Thì ở đấy bọn mình đá ở cái sân là sân cát với cả pha đất ấy, nên là nó không phải là sân cỏ nhân tạo nhá. Thế là xong nó có một cái mô nó gồ gồ lên, mặc dù nó cỏ nó mọc xanh lên rồi nhưng chắc anh đấy chủ quan cứ tưởng là cỏ êm ấy, ai ngờ đâu nó là một cái mô đất nó hơi lồi lên một tí thôi, nó mọc cỏ xanh đấy. Anh không để ý, anh ngã người móc bóng phát, thế là thôi, ngay từ hiệp 1 là anh đấy bị đau lưng ra sân luôn. Thế bọn mình dễ đá hẳn luôn. Ủa, anh ấy nhanh lắm, đá khủng khiếp luôn. Thế xong bọn mình đá này huề nhá, huề đến phút cuối cùng rồi thì đâu đó chỉ còn lại 2-3 phút nữa thôi. Mình nhớ hôm đấy mình chỉ có ấn tượng mỗi hai quả. Đầu tiên là trong hiệp 1 là vào đá phát được 15 phút thì mình dính ngay một cái thẻ vàng. Chả hiểu vào bóng kiểu gì dính thẻ vàng. Xong bị say nắng anh em ạ, cháy nắng mặt đỏ lườm lòm luôn. Mà xong say nắng ra thằng bạn nó còn chụp quả hình, nó bảo hôm nay đi xem bạn mình đá bóng tưởng thế nào. Ai ngờ mặt mồm há hốc. Đúng thật, nắng quá. Thế xong là đấy là trường hợp ở hiệp 1 này. Xong bắt đầu đến hiệp 2. Hiệp 2 thì team bên kia cũng kiểu là mất đi chủ lực rồi, thành ra là họ đá cũng dối. Thế mình vào mình đá nhớ quả gần cuối. Mình chạy cánh, mà mình hay đá hậu về cánh, mình chạy ra cánh mình tạt vào bên trong. Mình tạt vào bên trong để cho anh kia lại đánh đầu vào, nhưng ai ngờ đâu là quả đấy chủ đích của mình là tạt, nhưng mà không ngờ nó lại ăn ra ngoài má ngoài. Thế là bóng nó đang đi vòng này nó liệng phát, thì thủ môn bay ra để bắt được bóng không? Nó lại liệng bay thẳng vào gôn. Ui, thề luôn, vào luôn anh em ạ. Xong rồi mình chơi tử thủ nốt mấy phút, thế là thắng rồi. Ui, đợt đấy trở thành người hùng chứ. Ảo thực sự, không hiểu kiểu gì luôn. Ngon. Ê, xong đấy là mình nhớ khi mà đi làm thì có cái giải bóng duy nhất đấy thôi. Còn về sau thì mình cũng ít tham gia đá bóng lắm. Mặc dù là sau này 1-2 năm sau thì công ty cũng có gọi là tổ chức, tự tổ chức thôi những đội bóng với nhau để có thể là bắt kèo các thứ, đi đá bóng ở sân nhân tạo gần đấy. Nhưng mà mình thì mình ít tham gia vì hơi bận, nhà mình xa, mình ở trọ ở công ty đó, thỉnh thoảng cuối tuần thì mình lại về nữa, mình ít thời gian tham gia đá bóng. Thế xong rồi bây giờ thì mình như câu chuyện chia sẻ với anh em từ hôm trước đấy, thì thời gian này là mình về ở nhà làm việc tại nhà rồi. Thì sáng dậy là đưa vợ đi làm, còn đâu một tuần thì mình cũng có tham gia đá bóng 2 buổi, chiều thứ năm với cả chiều chủ nhật hàng tuần đó. Nhìn chung là cũng khá là đam mê đá bóng, nhưng mà bây giờ thì cũng không chạy như ngày xưa rồi. Bây giờ ngồi nhiều kiểu bụng nó to, cảm giác chạy mệt vãi luôn. Còn nếu như nói về Euro mùa năm nay ấy, thì thực ra nếu như Euro á, mình thì mình cũng không khoái bằng World Cup.
bởi vì cầu thủ yêu thích của mình là Messi cơ. Đấy, mình lại thích Messi. Thực ra thì mình thích Messi nhưng mà mình chả hiểu sao có nhiều anh em cứ kiểu là vào chửi Messi hay là chửi Ronaldo. Nhưng mà mình thì mình cũng không hay xem Ronaldo mấy. Nhưng mà mình thấy là đá cũng được, chỉ có cái là mình thích cái kiểu phong cách của Messi là kiểu dê bóng các thứ nhìn hoa mỹ thì mình thích, nói chung là khoái thì mình chỉ xem mỗi Messi thôi. Nhưng mà World Cup thì mình xem Argentina. Còn đâu bình thường ngày xưa thì thỉnh thoảng có trận nào mà Barca đá mà có Messi ấy thì mình mới xem. Còn bây giờ Messi mà đi khỏi Barca rồi ấy, đá cho mấy đội kia thì mình cũng không theo dõi nữa. Thỉnh thoảng thì xem highlight của Messi thôi. Đấy là chia sẻ thật với anh em là như vậy. Còn bây giờ thì xem đá bóng chắc là ngoại hạng Anh thì mình xem trung lập. Xem ưu tiên nhất là xem MU. Mình chả hiểu sao nhá, mình mặc dù từ ngày xưa cũng thế, kể cả là fan Messi, nhưng mà nếu hôm đấy mà Messi đá với một cái đội gì đó cúi bắp ấy, thì mình mà lại có MU đá với một trận khác thì mình vẫn chọn xem MU. Ảo thực sự luôn ạ. Kiểu mình xem Euro chỉ để tưởng tượng ra là à, đây rồi, nó sử dụng skill như thế này đúng không? Hôm nay mình ra sân mình đá bóng mình cũng sử dụng quả skill y như thế, mẹ để cho anh em trầm trồ. Thực ra xem để lấy cảm hứng để đi đá bóng thôi, chứ còn thì cũng không phải là fan của ai cả, trung lập mà. Thì mỗi Euro này anh em có xem không? Nếu như mà xem thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhé. Chúc anh em xem Euro thật là vui vẻ và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.